Nam thanh niên trộm chó của người dân thì bị phát hiện, sau đó dùng súng tự chế chống trả quyết liệt. Vào khoảng 23 giờ ngày 29 tháng 12, nam thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên các tuyến đường thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để tìm con mồi. Khi nam thanh niên trên tới địa bàn xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh để thực hiện hành vi trộm chó thì lúc này bị hai thành viên của đội phòng chống tội phạm quận Bình Tân đang có mặt tại đây phát hiện đang bắn một con chó tại nhà dân gần đó và chuẩn bị tẩu thoát. Ngay lập tức nam thanh niên bị hai thành viên của đội này truy đuổi. Đuổi theo khoảng 1 km, nam thanh niên trên do không làm chủ được tốc độ nên đã té ngã. Lúc này một thành viên trong nhóm lao đến, bất ngờ đối tượng dùng chĩa, súng tự chế, đâm lại. May mắn anh này né kịp. Sau đó, đối tượng đã bị khống chế đưa về cơ quan công an.